Cho những bạn nào chưa biết thì hãy bấm ngay xuống phần mô tả và kim comment để đến với những dịch vụ Blackfoot siêu VIP của mình. Còn VIP như thế nào thì các bạn hãy cùng xem hết clip ngày hôm nay để biết được thông tin chi tiết nhá. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách mà chúng ta sẽ phá đảo Blackfoot chỉ với 100 máu. Hôm nay sẽ là một cái thử thách siêu khó mà mình đã đặt ra. Hy vọng các bạn yêu thích clip này và để lại cho mình một sim online nhá. Và ngay khi bắt đầu chúng ta đã có 10 triệu belly. Tính ra thì belly nó chỉ có giới hạn sử dụng của nó thôi. Nó chỉ mua được những cái vật phẩm liên quan đến belly thôi. Mà vật phẩm liên quan đến belly thì chỉ có trái ác quỷ này hay là vũ khí hay phụ kiện cái gì đó thôi. Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng belly một cách hợp lý nhất để chúng ta trở nên mạnh nhất ở trong cái Blackfoot này nhá. Rồi, trước tiên thì mình sẽ phải đi check cửa hàng xem là trong cái cửa hàng trái quỷ của chúng ta có bán trái gì xịn không nha. Belly thì chắc chắn là chỉ có mua được trái quỷ thôi, cho nên là bây giờ check xem là cửa hàng trái quỷ của chúng ta nào. Hello anh. Lâu lắm anh không bán được rồi đúng không? Anh ế từ chiều đúng không? Đây có trái mấy trái đều. Wow, có trái nguyên tố này bạn ơi, có trái ánh sáng luôn. Wow, xịn nha. Rồi xem nào. Rồi, endgame. Đây là chân ái của cuộc đời tôi rồi bạn ạ. 1.200.000 melee. Bút ha, level 1. Wow, level 1 mà có trái Human thì nó cứ phải gọi là hết nước chấm bạn ơi. Bây giờ mà lòi ra Kitsune nữa thì ui giời ơi, tưởng được Kitsune nữa thì thôi, chúng ta gọi là endgame luôn. Nhưng mà thôi, không sao, chúng ta đã có Human V1 bạn ơi. Thì Human V1 này thì để nó mạnh được thì chắc chắn là không phải sử dụng võ tân binh rồi. Chúng ta sẽ phải trang bị Haki vũ trang ngay từ đầu. Chúng ta sẽ mua luôn 3 loại Haki nhá. Đó, bước nhảy không gian này, cường hóa Haki này, vũ trang này. Đây là tốc biến các bạn ơi. 3 cái này gọi là khá cần thiết đấy. Nhưng mà cái tiếp theo nữa chắc chắn là phải một cái vũ khí rất là mạnh rồi. Đó chính là võ người cá. 750.000 melee. Cửa đâu nhỉ? À đây, trời ơi, ông này ông ấy không cần cửa luôn, đi xuyên tường bạn ơi. Đây là cái loại võ đắt nhất ở bên C1, cho nên là hiển nhiên nó đắt nhất là chắc chắn là sẽ phải mạnh nhất rồi. Và ok, tính ra thì trái Human chúng ta cũng phải là gọi là farm một cách khác bọt, chứ không phải là farm như cách bình thường được. Chúng ta phải nhờ bạn bè, anh chị em, gọi là họ hàng gì đó đưa lên đến đảo này. Sau đó chúng ta sẽ dồn một đàn quái 6 con này vào. Và con này thì nó là level 500 mấy các bạn ơi. Level 1 mà đấm được con level 500 mấy thì ui ôi, nó phải gọi là kinh nghiệm, cứ phải gọi là một trời một vực luôn. Rồi mà ăn được đống này thì cũng khá là mất thời gian đấy. Bởi mình chưa cộng một xíu nào vào điểm gọi là năng lượng cả, cho nên là ăn bọn này khá là lâu. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã ăn được một đàn quái này thôi các bạn ơi, mình đảm bảo với các bạn những đàn sau trở đi nhá là cứ phải gọi là dễ như ăn kẹo luôn. Rồi, để xem là chúng ta lên được bao nhiêu cấp đây. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng tất cả những cái điểm này, chúng ta sẽ cộng hết vào melee. Đấy, đấm cho nó mạnh. Chúng ta tính ra thì 100 máu là quá đủ để ăn tất cả phá đảo bên C1 rồi. 100 máu thôi, không cần gì nhiều bạn ơi. Đây, ăn con bốt. Đố bạn tính được cho tôi xem là ăn con bốt này mất bao nhiêu giây đấy. Tính đi, bạn bấm giờ hộ tôi cái. Nhưng mà ngày hôm nay có vẻ là võ của chúng ta nó sẽ cùi hơn là cái thanh kiếm các bạn ơi. Tính ra mình thấy là bình thường là kiếm nó sẽ mạnh hơn khá nhiều so với lại võ đấy. Cho nên là mình sẽ tích làm sao để đủ level nhá. Chúng ta sẽ mua lấy đại đao Bisento. Đấy mới gọi là một cái thứ gì mạnh mẽ nhất ở trên quả đất. À không, nhất ở bên C1 thôi. Nhưng mà tiện đường công tác thì mình sẽ vào đây để mua lấy một cái áo choàng nữa. Áo choàng này tăng cho chúng ta 100 máu, 100 năng lượng. Tuy rằng nó hơi là lỏ thôi nhưng mà không sao. Có hơn không bạn ơi. Tính ra 200 máu tất nhiên là vẫn hơn là 100 máu chứ. Rồi, nhân vật chính của C1 đây các bạn ơi, đại đao Bisento. Wow, mình sẽ test thử luôn cho bạn xem là sức mạnh của đại đao nó sẽ như thế nào nhá. Để xem là một phát đấm thường của chúng ta sẽ được bao nhiêu đam đây. Đây, mình sẽ test cho bạn xem luôn này. Một phát đấm thường là 793 đam nhá. Rồi, đấm nốt cái này đi, không nó đấm ngủ mình mất. Chúng ta sẽ phải reset chỉ số và chúng ta sẽ cộng lại toàn bộ tất tật vào kiếm. Mình chỉ để lại 100 máu và 100 năng lượng thôi. Đâu, tính ra có áo choàng này chúng ta là 200 máu. Wow, 883 đam. Mạnh hơn rất là nhiều so với võ đấy. Rồi, mạnh thế này để đi farm nó đã hơn nhiều bạn ơi. Nhưng mà để nó mạnh hơn nữa thì mình sẽ mua luôn cái mũ kiếm sĩ. Mũ kiếm sĩ này nó sẽ tăng cho chúng ta thêm 10% đam nữa. Tức là nếu chúng ta đội mũ này vào 883 đam, nó cộng thêm 83 đam nữa bạn ơi. Ok, ui trời ơi, đấm nó cứ phải gọi là nhanh như cắt luôn ơi. Tầm này thì không có con gì có thể qua nổi mắt mình rồi. À không, bây giờ mình sẽ phải đi mua thêm một cái nữa để giúp cho chúng ta trở nên bất tử bên C1 chỉ với 100 máu, 100 năng lượng. Nhưng mà từ tính ra tí nữa chúng ta tiện đường công tác thì chúng ta mới làm những việc đấy. Còn bây giờ thì chúng ta chưa chạm trán những con bot nào quá mạnh, cho nên mình cũng chưa cần phải sợ là nó có thể tiêu diệt được mình đâu bạn ơi. Đây, tầm này bot còn chưa kịp động vào người mình, chưa kịp ra chiêu thì đã đi gặp đất mẹ rồi bạn ơi. Rồi, pha bằng những cái đàn này thì nó cứ phải gọi là mượt như con gà luôn. Đấy, chúng ta sẽ phải tiêu diệt con bot Saber này để xem là chúng ta không sử dụng dạng của Human thì chúng ta có thể là chém được con này không nha. Tính là tầm kiếm. Rồi, kiếm của mình nó cũng dài bằng kiếm của nó thôi, cho nên nó chém một phát mình chết luôn rồi. Mình sẽ phải sử dụng đến là dạng V1 của trái Phật tổ này. Mày lần này, mày tới số rồi. Và khi mà làm xong nhiệm vụ này mình sẽ có thể là mua được Haki quan sát. Chúng ta có thể gọi là trở nên bất tử luôn đấy. Một khi đã sở hữu con Haki quan sát, và với cái ngưỡng sức mạnh này nó cứ phải gọi là vô địch thiên hạ luôn. Wow, bạn thấy không? Hai chiêu của đại đao Bisento này đi nguyên một đàn quái. Mà tính ra bây giờ nhá, cỏ lúa bằng nhau hết, quái này, quái thường hay là bot thì nó cũng như nhau thôi. Không có con nào nó đủ thời gian sống lâu để có thể là tung ra chiêu thức. Nó đã phải nằm dưới lưỡi gọi là đại đao Bisento của mình rồi. Nhưng mà mình cảm giác là farm bằng cái đại đao Bisento này nó sẽ hơi bị thiếu hụt năng lượng ấy, cho nên là nó sẽ giảm tốc độ farm của mình lại. Được rồi, mình sẽ thử lại nhá. Sau khi farm hết cái đàn này mình sẽ thử lại rút lại toàn bộ chỉ số, sau đó mình cộng lại toàn bộ vào võ người cá để xem là chúng ta có thể là farm nhanh hơn không. Mình nghĩ là nó sẽ nhanh hơn đấy, nhưng mà chưa biết là nó như thế nào đây. Chúng ta sẽ cứ phải test đấy các bạn nhá. Cái nào nhanh hơn thì mình sẽ sử dụng để chúng ta xem lại xem là một phát chém của đại đao Bisento nó sẽ là bao nhiêu đam, mà một phát chém của một phát đấm thường của võ người cá là bao nhiêu đam nha. 1787 đam. Rồi cộng lại toàn bộ chỉ số vào mili đi. Đó, mình không cần máu đâu bạn ơi. Tầm này là chúng ta mạnh quá trời mạnh rồi. Chúng ta vào đây xem nào, đấm luôn con bot này. Mày gặp thánh rồi. Ui, tính ra được có 1300 đam thôi bạn ơi. Nhưng mà mình cảm giác là võ người cá nó đấm nhanh hơn này. Thứ nhất là đấm nhanh hơn, là thứ hai là chúng ta có đầy đủ năng lượng để chúng ta lướt. Wow, tính ra như này nhanh hơn chứ. Tuy rằng nó yếu hơn một chút về lượng đam thôi, nhưng mà lượng di chuyển với lại tốc độ ra đòn của nó nhanh hơn rất là nhiều, cho nên là mình cảm giác là cái võ người cá này nó gọi là ổn áp hơn nhiều so với đại đao Bisento này. Thôi được rồi, mình pha bằng võ người cá thôi bạn nha. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận ra cái chân lý này thì chúng ta đã level 675 rồi, cho nên là nốt cái con bot này là chúng ta đã tạm biệt với trái Human để xem là chúng ta còn trái gì xịn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng trái đó nha. Rồi, con bot này nó cũng không tránh nổi ngoại lệ. Mày đi. Ui hội, vừa nãy mà không có Haki quan sát là chúng ta có thể là ngủm rồi, hết bất tử luôn rồi. Ok, và chúng ta sẽ sang đến C2 nha. Để xem là chúng ta check cái bên cửa hàng bên C2 xem là bên này nó sẽ có trái gì xịn không. Hy vọng là sẽ có một trái gì đắt tiền hơn trái Human để chúng ta có chỗ để sử dụng tiền chứ. Bây giờ nhiều tiền quá không có chỗ nào sử dụng thì có phải hơi bị phí không ta. Rồi, voi Mammoth, T-Rex không có, Mochi Leopard không có. Đúng là ý trời các bạn ơi. Đúng lúc chúng ta giàu nhất thì đã có trái Kitsune. Oh my god. Có trái Kitsune bán trong cửa hàng mà chúng ta không mua nữa, cứ phải gọi là tội lỗi các bạn ơi. Rồi, chúng ta đã kích hoạt trái Kitsune và chúng ta sẽ farm bằng trái Kitsune. Tính ra trái Kitsune này mạnh hơn trái Human khá là nhiều nha. Nãy giờ là mình đã được sử dụng hai trái mạnh nhất ở trong Blackfoot. Thứ nhất là trái Human, thứ hai là Kitsune. Theo các bạn thì trái nào nó mạnh hơn nhỉ? Mình nghĩ là Kitsune mạnh hơn nhiều đấy. Rồi, cộng toàn bộ điểm vào trái Blackfoot và chúng ta sẽ sử dụng xem là chúng ta cào một cào xem nó có đi con quái không nha. Ồ, khi mà chúng ta ở dạng chưa full đuôi ấy, thì cào một cào là chưa đi một đàn quái đâu, một con quái đâu nha. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta đã ở dạng 3 đuôi này thì mình nghĩ là chúng ta chỉ cần sử dụng 5 cào là sẽ đi một con quái, cho nên là chúng ta có thể lựa chọn cách là farm từng con quái một, hoặc là chúng ta có thể dụ lại farm đều được bạn ơi. Nhưng mà mình cảm giác là farm từng con quái một nó nhanh hơn rất là nhiều so với là đi dụ quái đấy. Đi dụ quái nó rủi ro lắm. Mình có 100 máu thôi mà dụ quái chẳng may nó dùng skill cho một cái thì thôi, đi hỏi ông bà các cụ luôn. Cho nên kiểu là tùy từng lúc mà mình sẽ đi dụ quái hoặc là mình sẽ đi farm từng con nha. Rồi, bạn thấy không? Bây giờ có con nào nó thoát nổi cái móng vuốt của mình đâu. Cứ 3 cào ở đâu, cứ 5 cào là đi một con. Để xem là con bot này nó có thoát nổi mình nha. Tính ra những cái con bot bên C2 này ấy, nó sẽ trâu hơn khá là nhiều đấy. Cho nên là mình sẽ phải sử dụng cẩn thận. Mình cứ cào liên tục vào mồm nó thôi. Tầm này đi. Ây da, chỉ cần sơ suất một xíu thôi. Mình không thể nào cào liên tục được bạn ơi. Mình sẽ phải cào đâu đó là tầm 3 lần cào. Sau đó mình sẽ ngắt nhịp. Đợi con bot này nó gọi là dùng skill xong là chúng ta sẽ lại tiếp tục nha. Đâu rồi, nó chỗ nào nhỉ? À đây bạn ơi. mày cào với chúng tôi này, Khi mà chúng ta cảm giác mà con bốt nó sắp ra chiêu ấy thì chúng ta sẽ lùi về sau và chúng ta sẽ sử dụng skill nha. Đó, cứ phải gọi là hợp lý. Tầm này đang là cái ngưỡng sức mạnh gọi là mạnh nhất của mình. Cho dù bất kỳ trái gì đi chăng nữa thì cái level tầm 700 đến level tầm 900 đến 1500 là cái tầm level mạnh nhất khi mà chúng ta sử dụng trái ác quỷ nha. Cho nên là bây giờ chúng ta cứ thế mà đi farm thôi, quá mạnh luôn. Đến tầm level này là mình đã cộng full điểm vào trái ác quỷ rồi, cho nên là ngưỡng sức mạnh của trái ác quỷ của mình nó đã dừng lại tại đây. Sức mạnh của trái ác quỷ của mình nó vẫn tăng. Nếu mà chúng ta tăng được điểm thông thạo thì sức mạnh của nó vẫn tăng, nhưng mà nó không được tăng nhiều giống như kiểu là chúng ta cộng điểm nha. Cho nên là tí nữa mình sẽ phải mua thêm phụ kiện để giúp chúng ta farm ngon hơn một xíu. Tí nữa mình sẽ phải đi vòng về C1 một chuyến bạn ơi. Treo đấy 4 tiếng và đi nhặt dương bạn ơi. Đó, nó sẽ dụng ra một cái dâu đen. Chúng ta sẽ đem cái ki dâu đen này đi về trong phòng thí nghiệm và cho nó vào đây. Chỉ khi nào các bạn cho cái ki dâu đen vào đây thì các bạn mới có thể đánh rơi ra chip nha bạn nha. Và sau khi mình đã kích hoạt bằng cái ki dâu đen này rồi, mình sẽ phải tiếp tục đi đánh cái con bot honor này. Mỗi lần đánh con này nó sẽ tăng cho chúng ta 3 cấp và có tỷ lệ không biết là mấy phần trăm ấy, chúng ta sẽ dụng ra được một con chip. Chip này nó sẽ kích hoạt cho chúng ta được mua tộc SaiBot nha bạn nha. Tính ra tộc SaiBot thì thôi rồi. Đây là con thứ 3 bạn ơi. Xem con thứ 3 dụng luôn. Đây rồi. Tính ra mình phải gọi là khá là hên đấy chứ. Dụng luôn ra chip ở ngay con thứ 3. Bình thường mình đánh con này nó phải đâu đó là tầm chục con, 20 con mới dụng ra được chip. Và sau khi có chip thì mình sẽ đem vào đây và ấn vào đây. Đó, chúng ta đã kích hoạt được. Mở cánh cổng xuống dưới tầng phòng thí nghiệm và chúng ta sẽ có thể mua được chip, mua được tộc SaiBot với giá là 2500 điểm F. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Mắt. Ủa, mắt đâu? Ủa, rồi kích hoạt tộc SaiBot là mắt người máy của tôi đâu nhỉ? Các bạn nhìn này, tôi random phát ra Kitsune này, bạn tin không? Tôi nói đùa thôi bạn ơi, tôi nói đùa thôi mà nó ra được thật. Không phải là Kitsune nhưng mà ra được Leopard ạ. Ui ôi, thề hôm nay nhân phẩm của tôi nó cứ phải gọi là ở trên 9 tầng mây luôn bạn ơi. Thôi vui đến mấy thì mình cũng không thể nào lơ là cái công việc chính của chúng ta là đi đánh những cái con bốt này để chúng ta làm được nhiệm vụ đấu trường. Sau đó là chúng ta sẽ mở khóa được gọi là kỹ năng, mở khóa được cái chức năng đi lấy tộc V2, V3 nha. Các bạn sẽ phải làm xong nhiệm vụ này thì các bạn mới có thể lấy được tộc V2, V3. Nhưng mà tầm này mình làm gì có đối thủ đâu bạn. 100 máu cân mọi thể loại bên C2 luôn. V3 của tộc SaiBot này nâng cực kỳ dễ luôn nhá. Nó chỉ cần có một cái trái ác quỷ gì đó ở trong dương thôi là nó có thể nâng được. Nhưng mà mỗi tội tốn 2 triệu tiền. May quá hôm nay chúng ta đại gia nhá. Và có sức mạnh của tộc SaiBot này thì bùm, wow, chúng ta lại trở về cái thời kỳ hoàng kim rồi bạn ơi. Chúng ta chỉ cần cào mấy cào, bật thêm tộc SaiBot nữa là thôi, đi luôn vào đàn khoái rồi. Wow, tự nhiên chúng ta lại trở thành bá chủ thiên hạ. Đến tầm level 1373 này thì quái nó lại trâu hơn một chút nữa. Cho nên là bắt buộc chúng ta sẽ phải cào 5 cào và sử dụng thêm một kỹ năng nữa của trái Kitsune này thì mới đi một con quái nha. Đó, nhưng mà không sao. Tính ra chiêu thức nào của trái Kitsune này nó cũng có thể gây sát thương. Cho nên các bạn farm cũng rất là nhanh luôn. Rồi, đơn giản luôn. Rồi, các bạn thử xem là chúng ta ăn con bốt tiếp theo trong bao nhiêu giây nha. Các bạn tính giờ này. 8, 4, 3, 2, 1. Không. Bật tộc V3, tộc V4, SaiBot. Hồ ly nhập, hồ ly 1590. Wow. Lại một lần nữa chúng ta ăn con bot chưa đến 10 giây bạn ơi. Rồi, và thử thách cuối cùng của mình thì mình nghĩ là chúng ta là cái con bot cuối cùng của bên C2. Lâu lắm mình mới đánh lại con bot này. Không biết lần này nó có dụng ra, nó có triệu hồi cho con thủy quái không. Nếu mà triệu hồi con thủy quái thì thôi chịu nha. Tôi không thể nào mà ăn được cân 2 được với 100 máu này đâu. Bình thường. Rồi, vừa nói xong, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ạ. Chiêu thức của con thủy quái này thực sự là không thể nào né được bạn ơi. Nó dùng là chắc chắn chết rồi. Cho nên mình sẽ phải đợi con thủy quái này nó lặn xuống thì chúng ta mới có thể là tiêu diệt được con bốt này nha. Các bạn nhìn này, chúng ta sẽ cào cấu cắn xé liên tục tộc V3 này, sát thương đốt của Kitsune này, tất cả mọi thứ dồn lại. Con bốt này đâu rồi? À đây rồi. Trời ơi, nhanh quá bạn ơi. Nhanh quá không biết đường nào mà lần luôn. Mình sẽ phải cẩn thận nha. Bởi vì là nếu mà chúng ta dính một chưởng thôi là chúng ta đi bụi luôn á. Một khi mà mình đã thấy con bốt này nó sử dụng kỹ năng xịt thôi là thôi, biết là con này tới số rồi đấy. Ok chưa bạn ơi, 1501 level và chúng ta bất tử với 100 máu bạn ơi. À không, chúng ta chỉ có thể là chịu thua trước những con bot ride, trước những con bot nó quá mạnh thôi. Còn những con bot trong danh sách nhiệm vụ này thì chắc chắn là mình bất tử luôn rồi bạn ơi. 100 HP mà đi đánh với con Admin này không biết có ăn được không nhở. Nếu mà mình ăn được thì chúng ta sẽ có thể là qua Shiba, còn nếu mình không ăn được thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại ngay từ đây. Nhưng mà được cái là con Alumin này nó ở dạng V1 thôi, cho nên là kiểu nó chiêu thức của nó cực kỳ dễ né. Còn đợi để mà nó biến lên dạng V2 thì lúc đấy là chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ để qua Shiba rồi. Qua Shiba thì tất cả những con quái nó đều mạnh lên một cách đáng kể. Những con bot, những con quái đều có Haki, có skill, kỹ năng gọi là siêu khủng khiếp, cho nên là mình sẽ phải nâng cấp lên tộc V4. Nhưng mà rồi tộc V4 của SaiBot thì nó mạnh thôi rồi, nhưng mà để nâng cấp được tộc V4 thì chúng ta phải đi ăn ké. Thứ nhất là con Admin này, đánh được con Admin này chắc chắn là chúng ta sẽ cần đồng đội rồi. Mình thì mình chỉ gọi là đứng đây múa may quay cuồng một tí thôi, chứ còn đấm được con này thì chắc là mấy đời 100 HP này cũng không ngăn được. Sau khi đánh xong con Admin này chúng ta lại tiếp tục đi ăn ké một con tàu kinh V2. Ui, con này cứ vào gần là nó đấm thôi bạn ơi, không kịp làm gì đâu mà. 100 HP thì nó chỉ cần hắt xì phát là thôi, chúng ta lại lên bảng điểm số rồi. Nên là mình sẽ chỉ đứng đây và chờ đợi. Đây, cái công cụ chính khi mà chúng ta đánh con này đó chính là lấy được mảnh gương. Mảnh gương này thì nó sẽ có tác dụng là soi sáng cái mảnh kia để chúng ta nhặt đi nâng cấp lên tộc V4 nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta đã gặt được cần rồi bạn ơi. Tính ra ngày xưa thì đương nhiên nâng tộc V4 nó gọi là khó thôi, chứ bây giờ mình cảm thấy nâng tộc V4 thì ai cũng có thể nâng cấp được bạn ơi. Mà đã thấy cái nhiệm vụ của cái tộc SaiBot này nó còn cực kỳ dễ nữa chứ. Chúng ta chỉ cần đâu đó là né được 40 hay 50 giây, né bom đạn từ trên trời rơi xuống là chúng ta có thể là nâng được tộc V4 rồi. Mà để mà nâng được lên tộc V4, V2, Gear 2, Gear 3, Gear 4 thì cũng cực kỳ là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần biến hình và duy trì cái biến hình này trong vòng bao nhiêu giây đấy là chúng ta có thể luyện lại nâng được tộc rồi. Vấn đề mình thấy là khó khăn nhất khi mà nâng tộc V4 mình nghĩ là điểm F thôi. Bởi vì nâng được full gear thì nó cần rất là nhiều điểm F. Chúng ta sẽ phải lắp bánh răng. Đây, ở đây thì các bạn có thể là thấy là có hai bánh răng to cho đại diện cho hai kỹ năng của một tộc SaiBot. Còn cái bánh răng nhỏ ở bên dưới này nó sẽ là nâng cấp của cái bánh răng to bạn ơi. Đấy, các bạn chọn bánh răng màu nào thì nó sẽ nâng cấp cho cái bánh răng màu đấy nó mạnh hơn. Rồi tí nữa mình chắc chắn là mình sẽ nâng cấp cho đoàn quân robot của mình nó trở nên hùng hậu hơn. Tí nữa các bạn sẽ thấy là đam với cái tộc robot này nó phải gọi là cực kỳ ảo diệu khi mà kết hợp với con SaiBot, à đâu, con Kitsune này các bạn nhá. Nào giờ thì tiến lên, mình sẽ trình diễn cho bạn thấy là sức mạnh của cái trái Kitsune này nó kinh khủng khiếp cỡ nào. Mặc dù mình chỉ có 100 HP thôi, nhưng mà khi mình hóa được tộc SaiBot lên thì nó sẽ cộng cho chúng ta max chỉ số. Nhưng mình không hiểu tại sao là max chỉ số nhưng mà máu của mình vẫn chỉ là 7.000 thôi. Rõ ràng max chỉ số nó phải là 11.000, 12.000 đấy chứ. Tộc SaiBot này có một điểm mạnh là cái chỗ nào càng đông người thì nó càng mạnh, còn chỗ nào càng ít người thì nó sẽ càng yếu nha. Chỗ nào càng ít quái nó sẽ càng yếu. Ví dụ như kiểu là đi đánh bốt thì nó sẽ yếu hơn là đi đánh quái. Chỗ nào càng đông quái thì yên tâm bạn ơi, các bạn chỉ cần được một chiêu duy nhất có thể là cái lưỡi ông hợp nguyên một đàn quái luôn. Còn nếu mà các bạn đem nó mà đi đánh bốt thì nó sẽ chỉ có một cái nguồn sức mạnh duy nhất là sát thương đốt thôi. Còn những cái con như kiểu robot bay xung quanh thì nó sẽ không có đâu. Ok, biến hình lên. Đây, các bạn sẽ thấy là khi mình cào xong ấy thì sát thương của mình nó sẽ không dừng lại nha. Nó kết hợp thêm cả cái sát thương đốt của cái Kitsune này cộng với là sát thương đốt của tộc V4 SaiBot nữa. Sát thương của nó cộng dồn phải gọi là siêu kinh khủng khiếp luôn. Rồi, con bốt này các bạn thấy không? Nó còn chưa động được vào một nhìn một tí nào đây này, chưa mất cái tí máu nào. Ok, uầy, dụng luôn mũ phi công này. Tính ra tầm này thì đi đánh quái hay đi đánh bốt thì mình đều cảm giác là chúng ta đều có thể ăn được, nó đều kiểu bất tử ấy, không thể nào mà chết được. Khi mà chúng ta đã hóa tộc SaiBot lên Nhưng mà để mà hóa được tộc SaiBot này thì chúng ta phải đi đánh rất là nhiều con quái thì chúng ta mới có thể hóa được tộc SaiBot này lên nha. Khá là khó đấy. Nhưng mà một khi đã hóa được tộc SaiBot lên thì mọi thứ, mọi giá cả của chúng ta phải trả nó đều là xứng đáng. Quá mạnh các bạn ơi. Bình thường mình cực kỳ ghét khi mà chúng ta farm ở cái đảo cây cổ thụ này, bởi vì những con quái nó ở cách xa, rất là xa nhau. Để nếu mà farm bằng những trái khác nhá thì chúng ta sẽ phải dồn những con quái lại một chỗ, sau đó chúng ta mới xài skin. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đánh từng con một, cứ con nào ra là chúng ta chấp hết bạn ơi. Tầm này là cào là không kịp ngáp luôn, quái không kịp sử dụng kỹ năng luôn mà. Đây, nhất là cái bài quái này bạn ơi, nó có kỹ năng của trái quay, trái phân tách gì đấy, hất tung khó chịu lắm. Nếu mà chúng ta dồn lại vào một chỗ để chúng ta dùng skill ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi bụi trước khi mà chúng ta dồn được skill của con quái. Farm ở cái đảo này gọi là cực kỳ lâu, nhưng hôm nay thì kết hợp với trái Kitsune với tộc SaiBot thì các bạn biết rồi đấy. Tầm này đi, ngại gì bố con thằng nào, quái bốt ra đây chiến hết. Bọn hải tặc này là có mắt không thấy Thái Sơn rồi bạn ơi. Mình đang đánh chiêu chiêu bên kia thì tự nhiên có thông báo là hải tặc xuất hiện trên pháo đài. Theo tôi lại phải phi con Kitsune này ra để trừng trị bọn này, lấy lại một trái quỷ bạn ơi. Không biết là lần này sẽ cho chúng ta một trái gì. Lúc mà ở C2 random được trái Leopard rồi, bây giờ dụng ra trái Kitsune này nó gọi là mượt mà luôn, ngon canh ngọt nước luôn. Tính ra mình thấy cái bọn hải tặc nó yếu không à, yếu như thế này cũng đòi đi làm hải tặc cướp biển. Tầm này là trái gì mình không biết, chứ trái Kitsune này là thừa sức, thừa dư xăng để ăn cái bọn này rồi. Chứ còn bình thường mấy trái khác mình vẫn có thể ăn được, chẳng có mất thời gian hơn một xíu rồi. Còn trái này thì thề, tưởng bọn ấy giàu cỡ nào, hóa ra dụng ra trái khói ạ. Mình thấy có một cách để dụ quái khá là hay đối với tộc SaiBot là chúng ta chỉ cần bật tộc SaiBot V3 lên, sau đó tận dụng cái khả năng lướt nhanh của con cáo này và chúng ta sẽ dụ quái cực kỳ nhanh. Và khi mà đã bật được tộc SaiBot V4 thì chúng ta chỉ cần một chiêu duy nhất. Wow, 110.000 nam cho một chiêu duy nhất. Wow, các bạn thấy mạnh chưa? Mạnh chưa? Một chiêu C, 100.000 nam bạn ơi. Rồi, để trên màn tộc SaiBot thì chúng ta ăn con bot này trong vòng bao nhiêu lâu nha. Các bạn bấm giờ giúp tôi trên màn tộc SaiBot cộng với cái Kitsune thì chúng ta sẽ ăn con hải tặc đào hoa này trong vòng bao nhiêu lâu. Bạn nào đã từng có kỷ lục ăn cái con bot hải tặc đào hoa này nhanh nhất có thể thì có thể comment xuống đây xem là lần này các bạn phá kỷ lục hay là mình sẽ là người phá kỷ lục nha. Để xem là chúng ta sẽ ăn con bot này trong vòng bao nhiêu lâu. Con này gần biến hình luôn rồi đấy. Mình có thể là ăn con này với lượng sát thương to hơn bằng cách là chúng ta hóa lên dạng cáo thì nó sẽ gây được nhiều sát thương hơn khi mà chúng ta cào. Nhưng mà dạng cáo được bị cái là nó sẽ dùng skill rất là lâu, nó phải dạng skill ấy, cho nên mình không thích dùng dạng cáo cho lắm. Còn các bạn thích dạng cáo hơn hay dạng người hơn thì hãy comment xuống đây xem là chúng ta có cùng ý tưởng lớn không à. Ôi, con này biến hình luôn rồi. Mình thấy là cái trái kit của này nó cào liên tục không nghỉ phát nào, cho nên quái nó sẽ gây đam liên tục. Mà đã thế lại còn có cái dạng sát thương đốt cho nó chứ, chúng ta càng cào thì sát thương đốt của nó càng cao. Tộc SaiBot nó cũng đốt phụ cho chúng ta nữa, cho nên cái tốc độ ăn của chúng ta phải gọi là cực kỳ nhanh luôn. 270.000 nam, các bạn thử tính xem từ nãy giờ chúng ta mất bao nhiêu lâu rồi. Wow, hôm nay mình chỉ nghĩ là ngại con Admin và con Đau Kinh V2 thôi, còn tất cả những con bot ở trong danh sách nhiệm vụ thì mình cần tắt. Nếu mà chúng ta không hóa tộc V4 lên mà chỉ dùng 100 máu này để đi ăn những con quái ở những cái bãi quái bình thường này, mình nghĩ là vẫn có thể ăn được, không có gì khó khăn cả. Chẳng qua nếu mà chúng ta đủ thanh độ, chúng ta biến hình lên tộc SaiBot V4 ấy thì chúng ta ăn cách nhanh hơn thôi, không sợ chết hơn thôi. Còn khi mà chúng ta đã biến hình lên được tộc SaiBot V4 thì chúng ta sẽ ăn gọi là với tốc độ nhanh gấp đôi, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần đấy. Nhiệm vụ quan trọng nhất khi mà chúng ta hóa được tộc SaiBot lên chắc chắn là chỉ có thể là dụ quái thôi. Khi mà chúng ta dụ có quái lại một chỗ càng nhanh thì chúng ta gọi là ăn bốt càng nhanh thôi bạn ơi. Wow, mình cũng có thể là cào luôn, cào cho tới chết luôn bạn ơi. Nhưng mà không, chúng ta muốn gây nhiều đam nhất có thể. Wow, tính ra đây là đang có ít con quái nha, cho nên nó không chết nguyên một đàn. Còn khi mà chúng ta để được gọi là 5-6 con quái cùng một chỗ thì các bạn thử xem nha. Đây, lần này là 6 con quái đầy máu nha. Tôi chỉ đốt có 5.000 đam cho 6 con quái. Nhìn đây, 123.000 đam. Oh my god. Wow, tầm này ăn bốt, ăn quái, farm quái, tất cả mọi thứ liên quan đến những cái cổ động ấy, nó phải gọi là nhanh như ăn bánh luôn. Đến cái hòn đảo này thì các bạn phải gọi là farm những con Katakuri V2, farm belly, farm vàng, farm tiền, farm điểm ép cực kỳ nhanh khi các bạn có Kitsune cộng với SaiBot V4. Đó, các bạn chỉ cần hóa SaiBot lên. Đó, một chiêu duy nhất ăn một đàn quái. Các bạn cũng có thể tận dụng cái gọi là khả năng đốt của con quái này để dụ quái, gọi là cực kỳ nhanh luôn. Chúng ta chỉ cần cào một cào thôi, sau đó là chúng ta chạy gần những con quái khác. Nhiệm vụ còn lại chỉ là để những con robot này nó tự đốt chết những con quái này thôi. Quá nhanh luôn. Thề luôn, mình lỡ hóa cáo lên rồi, mỗi lần sử dụng kỹ năng là mất thời gian, nó nhặt bay, nó nhảy, nó cào cấu cắn thế, nó hơi mất thời gian bạn ơi. Đây bạn thấy không, chúng ta chỉ cần cào một cào duy nhất, sau đó là chúng ta chỉ cần đi và lại gần những con khác thôi. Bây giờ thì một chiêu quá nhanh, các bạn nhìn này, chúng ta chỉ cào một cào duy nhất thôi này. Đó, sau đó chúng ta đến những chỗ những con quái khác. Wow, bây giờ là đợi chiêu C hồi chiêu thôi. Tất cả những bãi quái khác chúng ta chỉ cần một chiêu C thôi, cho dù dạng cáo hay dạng người thì chúng ta đều ăn được một cách mượt mà nhất bạn ơi. Này, để tôi trình diễn lại một lần nữa cho bạn xem này. Tôi hóa tộc lên này, bật tộc, một chiêu C thôi, 164.000 đam. Wow, quá mạnh các bạn ơi, không có cái trái gì có thể vượt mặt được cái trái Kitsune cộng với tộc SaiBot V4 này. Các bạn có những cái trái nào nó mạnh hơn thế này nữa thì comment xuống đây để chúng ta cùng tham khảo. Lần sau mình sẽ làm những cái thực hiện những cái thử thách mà các bạn comment nhá. Ngày xưa khi mình chưa biết đến tộc SaiBot V4 này kết hợp với Kitsune thì mình cảm thấy là những cái đảo nào mà càng nhiều quái thì mình càng lười farm. Nhưng bây giờ mình lại cảm giác là những cái đảo nào càng nhiều quái thì mình lại càng thích. Bây giờ mình sang cái đảo ít quái thì một chiêu chắc chắn là chưa chết đâu bạn ơi. Mình thấy đây là cái đảo mà giỏi nhất bởi vì nó chỉ có 3 con quái trên một bãi quái, cho nên là cái lượng sát thương của tộc SaiBot này nó không được nhiều bạn ơi. Đấy, một chiêu C nó chưa chết luôn một đàn quái này này. Mất công chúng ta lại phải dùng thêm những kỹ năng khác, khá là mất thời gian đấy. Tuy rằng nó sẽ mất thời gian lâu hơn một chút thôi, nhưng mà với cái khả năng của tộc SaiBot cộng với Kitsune này thì mình dư sức các bạn ơi. Rồi, đây là hòn đảo cuối cùng nha. Hòn đảo cuối cùng này nó sẽ có 5 con quái trên một bãi quái. Thì nếu mà chúng ta dụ được 5 con quái này trên một bãi quái là vào cùng một chỗ thì chúng ta dùng một kỹ năng thì nó vẫn có thể là chết được một đàn nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có 4 con thì chắc chắn là không chết đâu nha. Đấy, thấy không? Nó có 4 con thì nó sẽ không chết một đàn quái đâu. Rồi, mình sẽ phải dụ 5 con quái lại cùng một chỗ. Nhưng mà càng về những cái đảo cuối nhá, thì những con quái nó hồi sinh cực kỳ lâu luôn. Chúng ta farm được một đàn quái này chúng ta phải đợi mất 30 giây đến 1 phút thì chúng ta mới farm được một đàn tiếp theo đấy. Nhưng mà được cái là ở những cái đảo cuối cùng này thì những con quái dụng cực kỳ nhiều tiền và dụng cực kỳ nhiều ép. Mỗi con là 1.200, 1.300 tiền. Cho nên kiếm tiền những cái đảo này nó còn phải gọi là cực kỳ nhanh. Không, nhưng mình nghĩ là không nhanh bằng cái đảo bánh kẹo đâu bạn ơi. Đảo mà triệu hồi ra Katakuri ấy, đảo đấy mình nghĩ phải gọi là farm tiền nhanh nhất ở cái Blox Fruit này rồi. Các bạn có đồng ý kiến mình không? Đó là comment nha. Một chiêu C thôi, không nói nhiều. Đi luôn bạn ơi. Rồi, đây là đàn quái cuối cùng và chúng ta sẽ lên cấp 2550 và max level. Các bạn thấy không? Chỉ với 100 HP thôi, tôi không cần cộng gì nhiều, tôi vẫn có thể phá đảo được cái Blackfoot này. Wow, quá xịn. Chỉ cần chúng ta biết kết hợp những cái trái quỷ mạnh với những cái tộc mạnh thôi thì cho dù các bạn ở trong trường hợp nào các bạn cũng có thể bất tử luôn. Nào, chúng ta sẽ thị phạm thế nào. Một con Kitsune V4 random được trái đi đây. À, cày ra. Hình như nhân phẩm mình đã dồn hết vào trái Leopard bên C2 rồi. Mà không sao, hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái thử thách chỉ với 100 máu. Kết hợp với tộc SaiBot cộng với Kitsune thì mình đã phá đảo Blackfoot này một cách nhanh nhất có thể. Tính ra ngày hôm nay với 100 máu này mình chinh phục tất cả, không có gì có thể cản bước được mình. Theo các bạn thì còn những combo nào nó mạnh hơn, nó xịn xò hơn combo là mình đang dùng không thì nhớ là comment xuống phía dưới nha. Và các bạn nào mà có những thử thách nào khó khăn hơn còn muốn mình thực hiện nữa thì comment xuống phía dưới nha. Và các bạn ơi, tất cả những dịch vụ nào VIP nhất của Blackfoot như kiểu là Max Level này, Full Gear này, Kitsune V4, tất cả mọi thứ gì cái gì cũng có, hãy kéo xuống phần mô tả và ghim comment của clip này. Ok, bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha. Bye bye.